Zombie Apocalypse. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Đây là mình, tao đó đây anh em à. Thì hiện tại anh em có thấy mình đang mặc một bộ giáp và một cái con gì không anh em ơi? Đấy thì lúc này là mình đang chơi của một bạn trong clan nha mọi người. Và đến với video này á, thì mình sẽ test thử cái mức đam của cái dao én mà mình mới suy nghĩ ra anh em à. Ok, đến bây giờ mình sẽ cho anh em xem dao én nha. Cái đầu tiên viên ngọc đỏ thì mình sẽ lắp full phá giáp nha. Ngọc vàng á thì mình sẽ lắp full 7 ares nha mọi người. Và 7 ares thì mọi người hiểu là cái kỹ năng của nó như thế nào rồi đúng không? Rồi, bét á thì mình sẽ đem theo một con bét, đó là bét con rồng nha mọi người. Thì bét con rồng thì mọi người cũng không xa lạ gì với con này rồi đúng không mọi người? Ok, nhưng mà đến với cái video này thì mình sẽ test thử cái dao án này coi là nó mạnh không nha anh em. Ok, và trước khi vào video các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký nha. Rồi, bắt đầu thôi nào. Ok, thì vào trận đấu luôn nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mua giáp đầy đủ hết tất cả rồi anh em ạ. Rồi, mình sẽ đi qua mấy cái nhà tiếp theo nha mọi người. Ok, tất cha. Chưa gì là mình thấy một thanh niên màu vàng định ra mít rồi mọi người ơi. Ok, để mình đánh trong lạng ổng tí nha. Mình da bầu chẹt chảy quá như là không thấy ổng mọi người ạ. Đấy. Rồi rồi, bắt đầu chú ra nè. Ê, ủa. À, thì ra là thấy mình sợ mình chạy anh em ơi. Ái chà, chạy vào nhà mình luôn á. Ok, tôi dí ổng luôn nha mọi người. Ui dồi, quấn nồng độ mình nữa kìa. Ây, anh chồng quấn nồng độ tao hỏi. Ây da, chạy rồi, chạy rồi. Ôi, tưởng như là qua đây xong rồi gặp mình cũng chạy rồi anh em á. Chưa được test cái đam mà mình giao én mà mình suy nghĩ ra luôn em ơi. Rồi, ok. Ôi giờ, không biết là cái này mình có đụng hàng với ai không mọi người ạ. Tự nhiên mình đang nằm mình thấy cái đàm của mình nó chưa phát huy dữ lắm, nên mình suy nghĩ ra cái giao án này mình quýnh thử vào đâu không mọi người ạ. Rồi, ok ông này nha. Úi rồi, ui đàm sao mình thấy nó cũng mà cũng bình thường anh em ạ, không gì mạnh mẽ hết mình em ơi. Úi giờ, ôi giờ ông này thì ba hit là bay màu rồi nha. Ok, để coi có khi nào được mình sốc đàm không mọi người. Rồi, ok, mình đã xử lý được mấy ông màu xanh lá nè. Úi rồi, ôi ôi lắc không mọi người. Ây à, lắc quá anh em à. Ok, thì giờ mình sẽ phá bét này nha. Để coi là mình phá xong thì có thể là lấy được tên màu xanh hay không nha. Ok, ông này nè. Ok, hai hit chết này. Rồi, bây giờ là mấy ông màu xanh chạy hết rồi mọi người em ơi. Ok, nếu bây giờ tôi sẽ đi ra mít lại nha. Ấy thì mình đã thấy một thanh niên màu về nó thấy mít rồi mọi người ơi. Ôi chà, chắc là qua thanh niên màu đỏ, của thanh niên màu đỏ này. Ui, ê à, hai anh ấy là làm gì đấy? Sao đứng im rồi? Ôi giời, ông mùa đỏ hai hit là bay màu anh em à. Ok, thì để mình sẽ qua tên mùa đỏ mình phá bét luôn nha. Tên này đang combat với nhau quá trời luôn này. Ôi ôi, lại một thanh niên này. Ôi, thanh niên màu xanh nè. Tình mùa đây căng tèm hả bạn? Có mình là sao căng được? Rồi, có bao nhiêu thì vô đây hết luôn đi. Vô đây, mình không ghé một ai hết em ơi. À, thì cái nick này là mình đang mượn của một bạn cho plan để test nha mọi người, chứ không phải là nick của mình nha. Anh em thấy tên màu không? Công nhận nick bạn này giàu thật anh em à. Cái nick mà VIP 9 hôm bữa mình review đấy anh em. Rồi, ok. À thì hiện tại bên mình á đang có dịch vụ nạp thuê và dịch vụ cây đánh á. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo của mình nha. Thì số Zalo mình để ở bên phía dưới cái bên phải màn hình nha mọi người. Ok, thì cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi qua Remit nha mọi người. Đấy à, ê hãy đi mua này. Ôi dồi, chạy mọi người ơi. Ok, tên một vàng đen chưa mất bét này. Giờ bây giờ tôi sẽ qua tên một vàng phá giường luôn nha. Thì cái nước này ta lên là tầm khoảng 900 mấy anh em ơi. Công nhận là dậu thật sự đấy. Nước của mình thì chỉ mới có 600 mấy thôi anh em à. Mà ông này ông chơi ông nặng lên tới 900 mấy luôn anh em ơi. Hình như là còn bao nhiêu SP nữa là lên được VIP 10 đó anh em ơi. Thấy ông này ông giàu thật sự ấy. Ok, rồi thêm một phen này nữa. Thôi, lên dĩa luôn nha. Ô, như vậy là 4 giường đã bị phá hết luôn rồi anh em ơi. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ bật cái chế độ tàn sát anh em lên nha. Để coi là trận này mình có thể giành được MVP của ngày hôm nay cũng nha mọi người. Ok, thì cái giải của cô bé á thì mình sẽ đợi ở cuối video mình trao giải nha. Anh em nào mà trúng được cô bé á thì chắc là may mắn lắm nha. Ok, để bây giờ mình sẽ leo lên lại nha. Ông này quýnh mình rớt rồi anh em ơi. Ôi, ông chơi cần câu hả? Ha, gặp mấy anh em cần câu này là mình chỉ cần lấy cung mình bắn thôi anh em ơi. Rồi, chắc là anh em bung vô rồi. À, bung vô thì chết rồi. Nè, đây,
bung dù nè, này thì bung dù. Đấy, mình là chuyên gia bắn mấy ông mà bung dù lên cao nè em ơi. Ok. Còn tính là còn hai tem đó là quỳnh quý rồi em á. Hai bàn đỏ với hai bàn màu xanh này. Chà, mình thấy một ông màu đỏ chạy bên đây rồi nha. Ok, mình sẽ đi qua đây nha. Mình sẽ bắn sau lưng ông nha mọi người. Ui, hà, ông bay xuống hả? Ok, mình sẽ sử dụng cái ngọc hồi tượng bay xuống luôn nha. Rồi, 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 rồi này, này. Ui, này. Ui, dồi ôi, bay kìa. Ui, dồi ôi, bay thế này. Cuối cùng thì lửa cũng theo chết rồi anh em ơi. Ok, thì mình sẽ đi qua tìm kế tiếp nha. Ui, hình như là mấy ông này ông leo lên cao hết rồi anh em à. Ok, leo lên cao thì tôi sẽ uống thuốc bay cao với thuốc chạy nhanh lên nha. Anh em nhìn tôi bắt cua này. Đấy, bay đúng lẹ luôn em ơi. Ok, tôi thấy ông màu đỏ trên đây nha. Để quên lại nha. Ây à, hai ông luôn em ơi. Chắc là hai ông này đang combat với nhau anh em à. Ở xem video mà anh em thấy lắc thì anh em cứ comment cho tôi biết nha. Hiện tại điện thoại của tôi khá là cũ anh em à. Tôi đang nhìn dùm tiền để mua một cái điện thoại mới anh em à. Anh em nào muốn ủng hộ tôi bằng mua điện thoại mới thì anh em cứ like video này và đăng ký kênh giúp tôi nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Trời, tôi mới bay hộp anh em à. Thốn thật sự ấy. Rồi, ông này chắc là ông bay nha. Úi rồi, sao nó nhảy rồi bạn? Ôi rồi ôi, đi là nhảy rồi nè mà. Ha, thì ra là nhảy rồi, chạy xuống đây á. Nè, chạy nữa đi. Rồi, ok. Còn một ông cuối cùng. Alo, còn một ông này với một ông tem của ông này nữa nè mà. Úi rồi, úi rồi, hết nén kìa. Ây chà, nhảy xuống bông dù lên nữa nè mà ơi. Để coi đi quanh cùng thốn không nha. Úi rồi, ông này ông né kinh đi. Thôi, cho bà cha đèn lửa lên nha. Úi giời ơi, không trúng luôn vậy anh em ơi. Nói ẩu thật sự. Thôi, bây giờ tôi sẽ đi ra mít lại nha. Ông này giờ ổng bay cao quá anh em ơi. Mình là giết không nổi ổng không anh em à. Ây, ok. Úi giời, trời ơi. Ẩu quá anh em ơi. Tới nữa rồi này bạn. Ôi giời ơi, một hit chết luôn. 11 đam anh em à. Không biết là có khi nào mà sốc đam lên tới một phát rồi chết luôn không ta. Ui 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 ui, trời ơi, xem nửa té rồi. Thôi mà té thiệt rồi mà anh em. Ok, ông cuối cùng đó mà ta. Ha, rồi tôi thấy rồi nha. Cái là bàn kỹ bên đây rồi, cái tên ổng hiện trên cái màn hình kìa anh em. Đấy. Ok, tôi sẽ bắt cua dí ổng nha. Lại là một hình đang leo lên cao. Mấy ông này ổng chèo ổng leo lên cao hoài ta. Là mình dí đúng mà luôn em à. Thôi, mình sẽ bắt lóc lên tiếp nha. Khó quá thì mình sẽ uống thuốc nhảy cao và hút chạy nhanh nha anh em. Ui ui. Thì video này mình quay ở khoảng 12 giờ đêm anh em à. Mình quay xong là sáng nay mình edit mình đăng luôn nè anh em. Anh em xem video nhớ cho mình một like nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Kế bên đó anh em hãy nhấn nút đăng ký giúp mình nha mọi người. Kênh của mình thì còn 6.000 mấy sub nữa thôi là mình đạt được 10.000 sub luôn em ạ. Tới 10.000 sub thì mình sẽ tạo event tặng hạt cho anh em nha. Anh em cứ đăng ký ủng hộ mình nha mọi người. Nhớ là like video này nhìn nhiều nha mọi người. Ui ui ui, trời ơi, lại té rồi. Rồi, ok. Anh em có phần này này. Ao ngay nè, ao ngay nè. Ôi trời, ao nhảy này. Quá là ao nhảy đúng không mọi người. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian xem hết video này. Nếu mà các bạn thích đó, hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký nha. Cũng bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.